27. Chu Tước, Chu Tước, hay cho đôi cậu nam nữ? Không, các ngươi, tướng công tỉnh lại đi, tướng công tỉnh lại đi. Lam Phượng Hoàng, ngươi độc ác thật đó. Không liên quan tới ta, ta không giết ông ta. Tướng công tỉnh lại đi, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà. Lam Phượng Hoàng, ngươi đứng lại đó cho ta. Lam Phượng Hoàng, ngươi đứng lại cho ta. Ta đã nói rồi, Bào Đại Sở không phải ta giết. Nếu cô còn cứ lằng nhằng mãi thì đừng trách ta không khách khí. Bớt nói lời thừa, tiện nhân để mạng lại cho ta. Dừng tay! Lại là Thanh Long Đường và Ngũ Độc Giáo các ngươi làm loạn. Bắt lại hết cho ta! Dừng! Nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Giáo chủ, Lam Phượng Hoàng hại chết Đại Sở. Người phải làm chủ cho ta. Nói linh tinh gì thế? Khi ta đuổi tới nơi, Bào Đại Sở đã chết rồi. Đại Sở rõ ràng là trúng độc mà chết. Nếu như không phải cô ta làm thì chính là con tiện nhân Chu Tước kia. Chu Tước đã bị hại rồi. Nếu ngươi còn dám bất kính với mùi ấy thì đừng trách ta xé rách miệng của ngươi. Ta còn sợ ngươi chắc. Hai ngươi im đi. Ở trước mặt giáo chủ mà còn dám vô lễ. Ta hỏi ngươi, tại sao Bào Đại Sở lại chết ở bên ngoài Bạch Hổ Đường? Giáo chủ, là Chu Tước câu dẫn Đại Sở. Ta có bằng chứng. Tướng công, chàng xem ta có đẹp không? Cái đồ chết tiệt này lại đi đâu mất rồi? Canh ba đêm nay gặp nhau ở ngõ bên ngoài Bạch Hổ Đường. Chu Tước làm giả nói bừa. Lam Phượng Hoàng, cô xem đây có phải bút tích của Chu Tước không? Cô không còn gì để nói chứ gì? Giáo chủ, nhất định là Lam Phượng Hoàng đã cùng Chu Tước âm mưu hãm hại Đại Sở. Bào Đại Sở là cái thứ gì chứ? Chu Tước làm sao có thể để mắt tới hắn?
Tờ giấy này nhất định là làm giả. Đợi chút. Thuộc hạ đã bao vây tổng đà cái bang, tới giọt nước cũng không lọt, ngay cả con chim cũng không bay qua được. Tuy rằng Tạ Phong hữu dũng vô mưu, nhưng võ công lại không thấp. Các ngươi phải cẩn thận, đám khất cái này sắp chết tới nơi rồi. Đại trưởng lão, yên tâm đi. Đi đi. Tuân lệnh. Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã kiểm tra kỹ càng thi thể của hai người Chu Tước và Bào Đại Sở. Trên cổ Chu Tước tuy rằng có vết bầm, nhưng lại bị người dùng thủ pháp nặng đứt đoạn kinh mạch mà chết. Bào Đại Sở lại chết vì kiến huyết phong hầu, hạt đỉnh hồng ở trên đao. Giáo chủ, trên vũ khí có độc, không phải ngũ độc giáo thì còn là ai? Giáo chủ, hạt đỉnh hồng tuy rằng là kịch độc, nhưng không hiếm thấy. Nhất định hung thủ cố tình làm thế, vu oan giá họa. Chu Tước chết không minh bạch. Ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, đem hắn bầm thay dạng đoạn. Bào Đại Sở và Chu Tước chết cùng lúc, quả là kỳ lạ. Hướng Tả Sứ, có, ngươi chấp trưởng hình đường, chuyện này giao cho ngươi xử lý, phải điều tra rõ ràng. Thuộc hạ tuân mệnh. Đuổi theo mau. Đông Phương Bất Bại. Tạ bang chủ, hơn 10 năm không gặp, phong thái vẫn như cũ. Năm đó trên Hắc Mộc Nhai, Tạ bang chủ đại sát tứ phương, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Bớt phí lời, hù chết vào tay ai còn chưa biết. Đã cẩu bổng pháp cũng chỉ đến thế thôi.
Lam cô nương là cô phải không? Bình trưởng lão. Hãy nén bi thương. Hôm nay trên đại điện, đa tạ Bình trưởng lão đã giải dây cho ta. Ta chỉ là nói thật mà thôi. Sư muội ta Chu Tước bị kẻ gian hãm hại, lại còn bị vũ nhục như thế. Ta đã điều tra rồi, Chu Tước cô nương chưa từng bị người ta xâm hại. Thật sao? Ông nói muội chưa từng bị người khác xâm hại. Đúng thế. Có lẽ là Chu Tước cô nương cố gắng phản kháng, hung thủ chưa đắc thủ được. Bình trưởng lão, ông có thể dẫn ta đi xem thi thể của Bào đại sở không? Thi thể của Bào đại sở đã để tang Tam Nương, mang về Thanh Long đường rồi. Lam Phượng Hoàng tới đây nhất định là muốn quỷ thi diệt tích, giam lại trước. Tiền bối, dặn bối bây giờ mới biết hôm đó ở Thiếu Lâm Tự ngài đã bị thương nặng như thế. Điều trách ta đã liên lụy ngài và Đông Phương huynh. Giảng bối thật sự ngại quá. Lệnh Hồ huynh đệ, nghe nói đệ đã làm trưởng môn phái Hằng Sơn, thật là đáng vui mừng mà. Nào, ta kính đệ một ly. Nào. Nhận di mệnh của Định Nhàn sư thái, cố gắng giúp người lúc khó khăn thôi. Cha, sao không thấy Đông Phương ca ca và Lam tỷ tỷ? Đông Phương thiếu sứ có công vụ ra ngoài, đã không ở Hắc Mộc Nhai nữa rồi. Bào đại sở và Chu Tước chết rất là kỳ lạ, trong đó nhất định có người giở trò. Dựa vào mấy lời bịa đặt của ngươi, hôm nay cũng đừng mơ sống sót ra khỏi đây. Ta muốn dạy dò ngươi trăm vạn ngày, báo thù cho đại sở. Sung Nhi, hôm đó ở Mai Trang, ta đã mời cậu gia nhập vào thần giáo, cậu liền cự tuyệt. Mà bây giờ tình thế đã rất là khác biệt. Lão Phu nhắc lại chuyện cũ, cậu sẽ không từ chối nữa chứ? Chuyện đó, chủ môn phái Hằng Sơn gì đó, ta thấy không làm cũng được.
cậu gia nhập thần giáo, ta phong cậu làm phó giáo chủ, cũng còn hơn làm thủ lĩnh của đám như cô lớn nhỏ kia. Lệnh Hồ huynh đệ, vậy là dưới một người, trên vạn người đó, để còn do dự gì hả? Đa tạ tiền bối quý trọng. Có điều giảng bối đã hứa với sư phụ, muốn quay về phái Hoa Sơn. Lão già Nhạc Bất Quần kia lại có thể khiến cậu quyết tâm như thế. Tiền bối, vạn bối to gan cầu thân. Tiền bối, Doanh Doanh là thánh cô của thần giáo. Cậu nhẹ nhàng nói một câu là muốn rước về làm vợ. Làm gì có chuyện dễ như thế chứ? Nào giáo chủ, huynh đệ, cậu hai tay trống không tới cầu thân, có phải không hợp lễ nghĩa không hả? Ta quên mất chuyện sính lễ. Chà, người trong võ lâm chúng ta đâu có nhiều quy tắc như thế chứ. Đúng đó giáo chủ. Đúng là con gái lớn rồi phải xuất giá. Sao vậy? Muốn tới mức gửi thiếp rồi sao? Đâu có cha. Tiền bối, người muốn sính lễ gì? Chỉ cần người nói một câu, ta lập tức chuẩn bị ngay. Tịch Tà Kiếm Phổ. Tiền bối, Tịch Tà Kiếm Phổ không rõ tung tích, huống hồ đó là vật gia truyền của Lâm sư đệ. Ta quả thực là không thể. Nếu đã như vậy, bổn tọa không thể giữ lệnh hồ trưởng môn nữa. Cha, Nhậm tiền bối, Hướng tả sứ, tiễn khách. Tiểu Trác, cha chắc chắn trách huynh không chịu gia nhập thần giáo nên cố ý làm khó huynh. Hôm đó ta liên lụy người bị thương, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khó tránh sẽ trách cứ ta. Huống hồ Tịch Tà Kiếm Phổ được gọi là thiên hạ vô địch, ai mà chẳng muốn có được nó. Cũng đúng, cha đã từng tuổi này rồi còn muốn học võ gì chứ. Đừng nói là Nhậm tiền bối, đến ta cũng muốn biết rốt cuộc Tịch Tà Kiếm Phổ lợi hại hay là lệnh hồ cụ kiếm lợi hại. Đáng tiếc bây giờ Đông Phương ca ca không có ở đây, nếu không hai người có thể so tài một phen để xem Quỳ Hoa Bảo Điển và Độc Cô Cửu Kiếm cái nào lợi hại hơn. Nếu như Nhậm tiền bối thật sự chỉ muốn Tịch Tà Kiếm Phổ thì chuyện này cũng dễ làm, chỉ sợ người và sư phụ cuối cùng ép ta phải đưa ra lựa chọn giữa hai phái.
thì thật sự ta không biết nên làm thế nào. Vậy bây giờ nên làm sao? Tung Sơn còn xa, ta phải lên đường rồi. Huynh, huynh bỏ lại muội sao? Đại hội Tung Sơn tuyên bố rồi, là Hồng Môn Yến, muội đi càng nguy hiểm. Giải quyết xong việc, ta lập tức quay về tìm muội. Ngoan. Giả chết sao? Chạy đi đâu hả? Dạ bố, ngươi to gan thật đấy. Dạ bố, tang tam nương, các ngươi to gan thật đấy, dám ý đồ mưu hại Lam trưởng lão. Giáo chủ, ta bị quan, câm ngay. Hướng tả sứ, ngươi phụ trách cai quản hình đường, hai tên này giao cho ngươi thẩm vấn, nhất định phải trả cho Lam trưởng lão một sự công bằng. Rõ. Đa tạ giáo chủ. Có phải Quỳnh thấy Hắc Mộc Nhai chúng ta cũng rất đen tối không? Tại sao không thể có một nơi yên ả? Nơi nào có người thì sẽ có giang hồ. Người chính là giang hồ. Lần này huynh đi nhất định phải cẩn thận. Muội sẽ gửi bộ câu đưa thư tới phái Hằng Sơn, bảo họ đến Tung Sơn hội ngộ với huynh. Yên tâm đi. Ta đi đây. Vốn dĩ đại hội tỷ võ ở Tung Sơn, ta không định cho hai người tham gia, tránh để phái qua sơn ta không có người thừa kế.
Nhưng bây giờ đã có số võ công trên tường, hình thế đã khác xưa lúc trước rồi. Cha, sao số kiếm pháp qua sơn này con chưa thấy bao giờ? Con ngốc, tất nhiên con chưa từng thấy, vì đây chính là Ngũ Nhạc kiếm pháp thất truyền từ lâu, mà trên đời này ngoài đại sư huynh của con không còn ai biết nữa. Chẳng trách đại sư huynh kiếm pháp cao siêu, hóa ra là tới từ chốn này. Sung Nhi có cơ ngộ khác, cũng không cần phải nhắc nữa. Sang Nhi, kể từ hôm nay, con hãy luyện tập Ngũ Nhạc kiếm pháp này. Cha muốn đối phó với phái Tung Sơn sau, vậy chi bằng hãy mời ba phái kia tới cùng nghiên cứu, như vậy chẳng phải sẽ mạnh hơn sao? Không ổn. Ba phái kia đi đường xa xôi, rất dễ để lộ tin tức, lỡ để Tả Lãnh Thiền biết thì sẽ rắc rối to. Không sai. Hiện giờ phái Hoa Sơn phải tranh thủ thời gian nâng cao thực lực bản phái. Con hiểu rồi. Bình Chi, sư phụ, con hãy nghiên cứu võ công của thập trưởng lão ma giáo trên tường này. Võ công ma giáo? Trước mắt hai tên đại ma đầu Nhậm Ngã Hành và Đông Phương Bất Bại có sức uy hiếp lớn hơn phái Tung Sơn nhiều. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Dân sư phụ, các con chỉ việc nghiên cứu võ công của mình. Chuyện này tốt nhất đừng để cho bất cứ ai biết, kể cả mẹ của các con. Sư huynh, lại đi luyện công sao? Đại hội Tung Sơn đã tới gần rồi, công lực thâm hậu thêm một phần sẽ có thêm một phần thắng. Cũng đừng gây cho bản thân áp lực quá nhiều. Có Xuân Nhi, trưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đan ở đó, Tả Lãnh Thiền không dám làm bậy đâu. Trông chờ vào sức mạnh của người khác dù sao cũng không phải là cách. Lần trước hai chúng ta liên thủ cũng không bắt được Dư Thương Hải, sao mà ta không lo được chứ? Bình Chi và Sang Nhi gần đây cứ xuất thần nhập quỷ, đừng để gặp phải Dư Thương Hải đó. Ta đã lục soát một lượt xung quanh Hoa Sơn, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện được tung tích của Dư Thương Hải. Hắn điên điên khùng khùng, lúc này cũng thật sự không biết hắn đang trốn ở đâu nữa. Sau khi uống hoàng dược thì thành ra như vậy. Dư quán chủ, Dư quán chủ,
Dư quán chủ. Sư huynh, có cần kiếm phổ không hoàn chỉnh, giữ hắn lại còn có tác dụng. Dân tiểu tử, muốn học võ công của bọn ta thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Trang Nhi, kiếm pháp của con luyện ra sao? Rất tốt. Ắt có ngày Trang Nhi nhất định có thể quán quân ngũ nhạc. Tôi rồi.
Sư phụ. Phượng Hoàng nhớ người. Khi còn sống người có dặn con không được rời khỏi sơn trại, mãi mãi không được tới Trung Nguyên. Con không nghe lời người, mang theo bốn người họ đến đây. Vốn dĩ Phượng Hoàng chỉ muốn để các phái võ lâm không xem thường ngũ độc giáo. Con chỉ muốn chấn hưng ngũ độc giáo. Con chỉ muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Đáng tiếc, con không thể bảo vệ tốt bốn người bọn họ. Để bốn người họ lần lượt chết thảm trong tay kẻ khác. Sư phụ, con sai rồi. Từ ngày hôm đó, từ khi Đông Phương bất bại đưa con tới Nhật Nguyệt thần giáo, thì con dường như đã chẳng thể trở về nữa. Sư phụ, Tiểu Lâm Tử, sư phụ, sư tỷ, đa tạ sư phụ. Sao lại hồ đồ tới mức vừa luyện Tử Hà thần công và võ công của thập trưởng lão ma giáo, còn không muốn sống nữa sao? Đồ nhi biết lỗi rồi. Cha, bình kia chỉ là muốn mau nâng cao võ công, mới nóng vội mà thôi. Ta biết, bình chi. Di sư biết con muốn báo thù, nhưng võ lâm này không thể dội. Bình Nhi, nhớ lấy. Đồ nhi khắc ghi trong tim. Giáo chủ, giáo chủ, chuyện thẩm tra có tiến triển gì không? Giáo chủ, giả bố và Tang Tam Nương đã khai rồi. Chu Thúc và Bào Đại Sở là do họ hại chết. Quá ra giả bố và Tang Tam Nương đã có gian tình từ lâu, luôn xem Bào Đại Sở như cái đinh trong mắt, muốn giết nhanh gọn. Cho tới khi Tang Tam Nương phát hiện Bào Đại Sở thích Chu Tước, bèn nghĩ ra một mưu kế với giả bố. Họ ngụy tạo thư của Chu Tước, hẹn Bào Đại Sở gặp mặt vào canh ba. Một mặt giả bố giết chết Chu Tước, tạo thành hiện trường hiếp giết. Trên cơ thể Bào Đại Sở không có vết tích đánh nhau hay phản kháng, nhất định là người quen biết mới có thể đánh lén sau lưng thành công.
Mặt khác, Tang Tam Nương đánh lén giết chết Bào Đại Sở. Sao nàng lại ở đây? Nương tử, ta... Như vậy, vừa có thể đã kích bạch hổ đường, vừa có thể quang minh chính đại ở cạnh bên nhau, hai tên súc sinh. Trong thần giáo lại có thứ bại hoại như vậy. Đúng là nỗi sỉ nhục khôn nguôi. Đa tạ hướng tả sứ. Nếu không, nỗi oan khuất của Chu Tước không biết ngày nào mới có thể rửa sạch được. Làm trưởng lão, ta cho phép cô và hướng tả sứ cùng giám trảm hai người đó để trút giận. Rõ.